Chào các bạn. Thì trong video nhỏ này mình muốn chia sẻ với các bạn cái câu chuyện trường đại học trong đại học nó như thế nào ở Việt Nam và Mỹ. Thì trước hết mình muốn tiếp diễn cái câu chuyện ở Việt Nam, đó là cái việc trường đại học Bách Khoa Hà Nội được lên nâng level thành đại học Bách Khoa Hà Nội, và nó nâng tổng số đại học ở Việt Nam lên thành 6, trong đó là có khoảng 240 trường đại học khác nhau. Đó, đại học và trường học nó khác nhau ở chỗ đó. Thế thì trước kia là có 5 đại học vùng, thì đại học mỗi cái đại học vùng nó đều có các đại học thành viên. Mỗi cái đại học thành viên nó gần như là một đơn vị độc lập, nó rất không muốn phụ thuộc vào đại học vùng, tức là cái ban quản lý. Ví dụ như là bên Đại học Đà Nẵng thì nó sẽ có giám đốc, rồi phó giám đốc Đại học Đà Nẵng này nọ, có ban quản lý trên. Ở dưới thì các cái trường đại học thành viên thì nó có hiệu trưởng, hiệu phó, ban bệ giống như nhau. Thì thường các người ta không có phụ thuộc vào, người ta rất không muốn phụ thuộc vào đó, và người ta rất muốn tự chủ, và người ta rất không muốn phụ thuộc vào các cái trường thành viên khác. Và thật sự bản chất là có rất nhiều trường nó phát triển một cách độc lập, chứ nó không có phụ thuộc gì cả. Như ở Sài Gòn thì mình thấy là nó khá độc lập. Như hồi xưa mình làm ở trường Đại học Kinh tế Luật, ở đó có tổ toán, có cái tổ các loại ABC hết, thì nó chuyên về kinh tế đó, thì và có một tí luật, cho nên là nó mới gọi là Đại học Kinh tế Luật. Còn các cái trường khác, Bách Khoa nó có khoa học tự nhiên riêng, nó dạy riêng phần cho nó, chứ nó chả phải nhờ đến trường Đại học Khoa học tự nhiên. Nó khác ở một số nói chung là đặc thù, như Đà Nẵng mình có nhắc là hồi xưa mình biết giờ sao, các khoa toán của Đại học Sư phạm mà dạy hết tất cả các môn toán ở các trường khác chứ nào. Đó, môn toán căn bản thì trừ một số, ví dụ như môn toán trong tiếng Anh những hạn thì nó khác. Đó thì nguyên tắc của đại học vùng đơn giản là nó chỉ gom cục lại thôi, và mình thấy nó cứ khắc nhập nó giống y như ngay. Cho nên đó, nó khi mà viết cái tên đại học, nên một ai mà gọi là ví dụ như viết báo những hạn bảo là đến từ trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, thuộc Đại học Đà Nẵng, thì nó sẽ ghi là Đại học Bách Khoa rồi Đại học Đà Nẵng, cho nên nó mới xảy ra cái tình trạng là đại học trong đại học ở chỗ đấy. Thì cái đấy là cái sự cần càng đó, và nguyên tắc là cái trường đại học trong đại học là chỗ, tức là nó chỉ qua là cái tên gọi thôi, và cái cấu trúc của cấu trúc quản lý của trường đại học vùng. Thì Đại học Bách Khoa họ nhận định rằng là họ sẽ không phát triển theo hình thức đó, tức là họ sẽ không phát triển các cái trường thành viên, mà họ muốn có thể tạo ra, chuyên sâu ra, và mình đoán rằng là cái cách họ phát triển nó sẽ giống như các trường đại học của Mỹ. Thế thì sao? Đại học của Mỹ thì có một gọi là chuyên gia giáo dục đang hiện đại ở Mỹ, bạn ấy lên, mình biết bạn đó, bạn lên bảo là ở Mỹ phân biệt rõ university và college. University là trường đại học, còn college là cao đẳng, và phân biệt là các trường cao đẳng cộng đồng cái này nọ. Thật ra là nó tặc quá. Thì bây giờ trước mắt là mình nói cái university, thì đó là cái câu chuyện, đó là lịch sử tồn tại. Cũng có nhiều người nói là trong bài của ông Tuấn Úc bảo là ở Mỹ nhiều cái college nó muốn đổi tên thành university, và nhờ vậy cho nên là nó mới có thể tuyển sinh thêm được. Kiểu như là cái cách đó là cái cách nâng level, nhưng thật ra không phải vậy. Nhất là cái lịch sử nhiều trường đại học ở Mỹ được hình thành rất là lâu rồi, và nó vì cái lịch sử đó, cho nên trong các trường đại học ấy, trong các university, nó thường nó chia ra thành nhiều cái colleges. Thì cái college đó đôi lúc rất khó dịch sang tiếng Việt, không thể dịch là cao đẳng trong đại học được. Mà cũng không, thông thường nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa giống như cái kiểu dịch từ bên Nga sang á, thì người ta sẽ nói là nó giống như là một cái faculty, đó giống như faculty. Thì kiểu nói chung tùy theo cái hệ thống giáo dục mà mình sẽ dùng cái từ nào cho nó phù hợp, và trong đó nó có nhiều cái chuyên ngành. Thì thông thường trong một cái college, dưới trường đại học thì nó có nhiều cái college. Thông thường ví dụ như cái College of Arts and Sciences là lúc nào cũng có,
khoa học và nghệ thuật. Đó, đấy là cái dần gần như là lịch sử luôn. Và trong đó ví dụ nó sẽ đưa vào các cái khoa giống như khoa toán, khoa lý, khoa hóa, khoa sinh, đó, cái gì liên quan đến arts and sciences là nó sẽ gộp chung vào đó. Hoặc là cái college of business thì tất cả các khoa liên quan đến business, economics, marketing gì đó. Hoặc là cái college of education thì nó sẽ có liên quan đến cái mảng về, riêng về education, về giảng dạy, về sư phạm. Đó thì cái cách đó là cái cấu tạo, cái cấu trúc của các trường đại học Mỹ đó, từ university xuống college, college xuống department. À thì đôi lúc nó cái tên gọi, thế thì bây giờ ấy, nhiều cái trường cao đẳng cộng đồng hoặc là các trường cao đẳng, mình nhớ ở đây đó, cao đẳng cộng đồng nó rất rõ ràng, cái community college với lại cái colleges nó rất là khác nhau. À, cái community, cái việc nó khác nhau theo nghĩa là cái bằng cấp ấy. Các trường cao đẳng cộng đồng nó không đào tạo cái bằng đại học. Cái community college là cao đẳng cộng đồng không đào tạo cái đại học, nó chỉ đào tạo những cái bằng, ví dụ như là bằng association, rồi hoặc là kiểu như bằng nghề, hoặc là nó giống như là có nó một nơi đào tạo chuyển tiếp. Có những người học ở community college, sau đó là từ đó họ chuyển lên học ở những nơi mà đào tạo bằng 4 năm bằng học. Thì cái những nơi đào tạo bằng 4 năm học đấy, nó cũng có thể gọi là college. Rất nhiều trường nó là lịch sử thôi. Đấy thì bây giờ hoặc là lên university. Thế thì các bạn có thể đặt câu hỏi, nếu như trong một cái college thì làm sao tồn tại một cái college of arts and sciences hạn như vậy, đúng không? Thì nghe nó có vẻ nó chói tai. Thế thì nếu như đó là cái college, người ta vẫn đào tạo 4 năm, thậm chí những cái college ở đây, người ta có những college rất là nổi tiếng, người ta có đào tạo thậm chí chương trình thạc sĩ hoặc chương trình tiến sĩ luôn, thì ở đây không có nghĩ gì cái chuyện mà cái tên gọi mà nó quy định cho cái chuyện là nó được quy định bởi cái bằng cấp được đào tạo đó cả, không phải. Nó là mang tính chất lịch sử thôi. Rồi thì trong cái college nó để mà đôi lúc để tránh cái college trong college giống như cái kiểu là gọi là cao đẳng hay là đại học trong trường đại học chẳng hạn, thì ở bên Mỹ người ta đặt trong cái tên khác. Ví dụ như là người ta có thể gộp chung những cái college nhỏ khoảng tầm 3-4 nghìn sinh viên ở bên Mỹ rất là nhiều, thậm chí những cái university ấy, có 3-4 nghìn sinh viên cũng rất là nhiều. Người ta có thể gọi là những khoa, ví dụ như cái dụng như khoa toán, người ta có thể cho có khoa toán, hoặc là người ta gom hết lại, người ta tạo thành một cái division đó, một cái division về toán lý hóa hay gì đó, hay là division of sciences chẳng hạn, hoặc of arts and sciences. Tức là thay vì người ta lái đi cái chỗ college of arts and sciences thì người ta sẽ nói là cái division of arts and sciences trong cái college đó. Thì như vậy là thật ra chẳng qua là cái tên gọi nó khác nhau thôi, chứ nó không có cái gì hết trơn mà cứ nghĩ là nó là đại học trong trường đại học. Thật ra đôi lúc khi mình dịch sang tiếng Việt nó có rất nhiều thứ nó rất là lượm thượm, nó rất là khó dịch chứ không phải là lượm thượm gì cả. Điều đó không có nghĩa là điều đó không có nghĩa là cái gì sai. Tuy nhiên cái mà cái bản chất cái sai của cái chuyện là trường đại học trong trường đại học ở chỗ là tự nhiên các cái trường đại học thành viên thì gom lại thành một cục, rồi sau đó nó luôn được phát triển độc lập. Tuy nhiên là nó lại phát triển dưới một ngọn cờ của một cái nhóm khác, cho nên nó rất là vô lý ở chỗ đây. Thì để cho kết thúc cái video này thì mình nói một lần nữa, mình nhấn mạnh một lần nữa là Đại học Bách Khoa Hà Nội được nâng level lên bằng các cái đại học vùng. Ngoài cái chuyện cái việc được nâng level đấy ra, nó ngoài cái chuyện đổi tên ra, thật ra các bạn biết nó còn rất rất nhiều cái lợi ích khác mà những cái đại học trong nước ấy, tức là 6 cái đại học trong nước có quyền làm. Nó rất nhiều thứ. Ví dụ như mình nói một cái việc đơn giản, ví dụ đào tạo thạc sĩ chẳng hạn, thì thông thường các cái đó nó sẽ bị ràng buộc, bị được những cái cơ chế của Bộ Giáo dục ràng buộc. Tuy nhiên khi mà đào tạo thạc sĩ, những đại học, ví dụ như hai đại học quốc gia chẳng hạn, nó được quyền đưa ra những quy chế riêng của nó, những quy định riêng của nó. Thì các bạn thấy là nếu mà nó làm được cái chuyện đó, nó không phụ thuộc vào bộ, thì cái sự phát triển của trường ấy nó sẽ hoàn toàn khác. Đúng không? Hiển nhiên đại học Bách Khoa vốn hồi xưa giờ nó phát triển rất mạnh và nó thừa sức, thậm chí nó còn vượt hơn một số trường khác ở trong cái chuỗi, ở trong năm cái trường đại học vùng đấy. Tuy nhiên là
việc này á, nó giúp cho Đại học Bách Khoa Hà Nội thoát khỏi cái cơ chế quản lý, một số cái cơ chế quản lý của Bộ Dục, và nó tạo thành cú hích, mình cho rằng nó tạo thành cú hích rõ rệt. Nếu như Đại học Bách Khoa mà không tránh được cái việc phát triển tạo lập các cái trường đại học thành viên, mà phát triển giống y như cơ chế của các cái trường giống như cơ chế của trường Mỹ, thì mình đảm bảo nó sẽ rực rỡ trong tương lai. Đó là cái kết luận của video này. Chào các bạn.